thấy trăng xưa hùng cường, ai thấy trăng này xiềng cùng đang đăng nàng hân thù. Ai đắp ngang sông Trường Tồn, ai kết liên dân tài hùng, xua tan giặc Đông Hán, xua tan giặc xâm lấn. Ta cùng chung lòng mong ngày vang danh thơm dòng oai lên. Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần VNTV 57.3. Trước khi tiếp tục chương trình, chúng tôi cũng không quên cảm ơn các vị thương gia đã thương yêu và bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi hết sức ngưỡng mộ ông bà chủ Thanh Hà đã sáng lập ra tiệm bánh xèo Thanh Hà với món bánh xèo ngon hết sức là ngon, ngon tới mức độ báo Orange County của Mỹ đã phải chụp hình lên báo khen ngợi không ngớt lời. Bánh xèo mỏng, giòn và ngon tuyệt vời không những đang nổi tiếng tại vùng Phước Lộc Thọ mà còn đã từng nổi tiếng tại Melbourne, Úc Châu từ nhiều năm trước. Mời quý vị hãy tới để thưởng thức món bánh xèo độc đáo này, đồng thời còn nhiều món khác nữa, có cả món ăn chay. Thanh Hà chủ nhân kính mời xin gọi điện thoại 714-890-5709, địa chỉ 9060 Bosa Avenue, Westminster, California 92683, gốc Bosa và mặt nuôi dạ. Dạ, kính thưa quý vị, Lý Quỳnh xin được tiếp tục, chứ còn câu hỏi nào không có phải không? Có pop-up hỏi không? Em hỏi là đàn bà thì mình nói mình có trầm cảm, thì em thấy có, nhưng mà sao đừng đàn ông họ đâu có chịu họ là trầm cảm. Như nãy Lý Quỳnh xin có nói đó. Dạ. Cái vô thức của chúng ta, cái não bộ của chúng ta nó là ta. Cho nên khi nó sanh bệnh á, là ta có cảm giác rằng cái này đâu phải bệnh, cái này tại buồn thôi mà. Đúng không? Nhưng mà họ không biết họ trầm cảm. Không biết. Cho nên em thấy không bao giờ họ công nhận họ bị trầm cảm. Cái bản chất trầm cảm khi chúng ta dính, chúng ta thường không biết chúng ta đang bị trầm cảm. Chúng ta chỉ trong lòng chỉ cảm thấy buồn thôi. Buồn và thất vọng cái gì đó. Nhưng mà có nhiều khi, thưa quý vị, có nhiều cái mình thất vọng mình hỏi không có được. Thí dụ như ông chồng của mình, thí dụ như là ông đi đêm đi ngày, sáng đi tối về không biết đi đâu. Dạ, những cái đó không nói được. Mà khi nói ra thì gây, rồi không nói được cho nên nuốt ở trong lòng và buồn. Và cái buồn đó họ chỉ có cảm giác là buồn, chứ không bao giờ họ có thể ý thức được đoạn cái buồn nó đã đẩy họ tới cái level trầm cảm. Họ không biết được, không ai có thể biết. Không ai có thể biết được cái điều đó. Đó là cái khó khăn của vấn đề trầm cảm. Và vì cái chỗ đó, cho nên cái người buồn nó cho tới lúc mà họ trầm cảm, tới lúc mà họ đá bàn, đá ghế, tới lúc mà họ gặp ai họ cũng cấu có. Mà nếu họ nói họ bệnh, họ nhất định không phải tôi bệnh. Và họ khóa luôn cái cảm, họ khóa luôn cái lý do tại sao đẩy đưa họ vô trầm cảm. Chẳng hạn như họ không thích người đàn ông, người chồng mình đi uống cà phê, uống cà phê gì đâu đó mà tới 9-10 giờ đêm mới về, thưa quý vị. Đó, có nhiều người chồng đi làm đáng lẽ 5 giờ tan sở thì tới 8 giờ tối mới về, và lúc nào cũng nói ghé cho này ghé vô uống cà phê. Lưu Huỳnh Xanh nói đây không phải là bác lỗi các vị nam nhân đó làm sai. Nhưng quý vị, Liêm chỉ đưa ra thí dụ để cho thấy rằng người đàn bà có thể bị vô cái thế trầm cảm từ lúc nào họ cũng không biết, bởi vì những cái mà bất như ý của họ, bởi vì họ không muốn chồng họ làm như vậy. Chứ nếu người đàn bà mà hiểu được rằng là người chồng đi uống cà phê là chuyện hợp lý, và không có một chút nào ghen ở trong đó hay nghi ngờ trong đó, thì người đàn bà đó cũng sẽ không có buồn. Thành ra cái vấn đề ở chỗ là không phải tại người uống cà phê mà sanh chuyện, mà là tại vì cái tư tưởng, cái kiến thức của người đàn bà, cái người đối diện cái vấn đề đó ở cái level nào để mà nó sanh chuyện. Thí dụ như người đàn bà đó hay ghen thì xin lỗi quý vị, ông kia đi trễ 10 phút cũng thành chuyện lớn. Nếu cái người đàn bà mà có cái tầm hiểu biết rộng rãi và chấp nhận cái chuyện uống cà phê là chuyện bình thường, thí dụ như có ngó, có dòm cô này đẹp, cô kia xấu, thì cũng là chuyện mà thường. Nếu người đàn bà đó có cái tâm rộng rãi, cởi mở tới như vậy, thì cái chuyện uống cà phê của ông kia không là vấn đề. Thành ra Lý Quỳnh Xanh nói gì cũng không phải là nói là mấy bà khó tánh, không phải. Nghĩa là Lý Quỳnh Xanh muốn nói rằng tất cả mọi chuyện nó phát xuất từ nội tâm của chúng ta. Mà chính vì cái chỗ đó mà ngày xưa Đức Phật nói rằng tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái tâm của mình. Rồi ở bên Chúa, bên đạo Thiên Chúa thì Chúa nói rằng là tất cả mọi chuyện là lỗi tại ta mọi đàn. Là lỗi tại mình. Thành ra ở trên cái làn sóng đài truyền hình này, Lý Quỳnh Xanh luôn luôn lâu lâu có nhắc lại quý vị hãy luôn luôn tìm cách phát triển cái trí tuệ của mình. Phát triển trí tuệ ở đây có nghĩa là hiểu người, hiểu đời,
hiểu xã hội, hiểu con, hiểu cái, để chi? Để cho mình không tạo ra những cái buồn bất đắc dĩ, những cái buồn không cần thiết. Dạ. Thí dụ như người vợ mình có đi shopping nhiều một chút, thì có nhiều người chồng vì bất như ý cái chuyện vợ đi shopping mà không cản được, từ đó nó sanh ra phiền não là buồn đó thưa quý vị. Khi nó sanh ra phiền não là buồn thì nó ôm cái buồn đó cho tới một ngày, cho tới một ngày họ bị trầm cảm, tới một ngày họ không còn đi làm việc được nữa, tới một ngày họ cáu có quạ quọ, họ đem cái cáu có quạ quọ đó vô ngay trong hãng thì nó sanh chuyện gây lộn ở trong hãng, lúc đó mới bị đuổi. Quý vị thấy không? Thành ra nếu có một cái cuộn phim quay từ chi tiết từ lúc đầu là cái người đó bắt đầu bị trầm cảm từ chỗ nào, lý do nào tại trầm cảm, thì thật ra nó cứ nghĩ cho cùng cái lý do rất là vô duyên, không có lý. Cái bà vợ đi shopping không mà đẩy đưa ông tới buồn, ông buồn, ông bực, gây riết, đem bực vô trong sở rồi cái gây lộn trong sở, cái rồi quánh lộn, cái rồi hãng đuổi, cái rồi ra ông ra, cả hai vợ chồng đều mất yên không. Thưa bác sĩ, tại vì đi shopping mà cái thẻ chạc là của ông á. Dạ có khi không phải, có khi thẻ chạc cô bả luôn. Nhưng mà cái vấn đề chỗ là ông tin bà đi shopping. Dạ, chứ lại có nhiều, mỗi người đàn ông một ý nghĩ, có nhiều người expect rằng vợ mình sợ vợ mình đẹp thì sợ vợ mình ra bị người ta cua, thành ra đi shopping không phải vấn đề chánh, vấn đề là sợ người ta cua. Đó, rồi còn có nhiều ông mà đi, bả đi bằng cái thẻ bả chứ về tôi trả. Rồi cũng vậy thôi, thành ra mấy bà, có ông thì vì tiền cũng bực mình. Rồi có ông thì nói, tại sao đi shopping ngoài ông nhà lo cho con, tại vì vậy mấy ông phải rửa chén rồi lo cho con, ví dụ con còn nhỏ con cho bú bà đi shopping thí dụ vậy, thì mấy ông lại nói trời ơi bà này không có lo cho con gì hết. Dạ, thành ra quý vị thấy rằng là mỗi một người có một lý do để buồn, nhìn lại nhìn chung lại thì quý vị thấy rõ rằng là cái buồn, cái lý do buồn cũng từ trong mình mà ra. Thí dụ như quý vị hoan hỷ thấy vợ đi shopping là vui vẻ, vợ biểu ở nhà rửa chén lo cho con bú cũng vui vẻ, thì quý vị thấy rằng là làm sao có cái buồn được nếu mình thừa nhận cái chuyện đó là đúng. Hay là mình thừa nhận cái chuyện đó là chuyện như ý, như ý của mình. Quý vị buồn bởi vì nó bất như ý, thì chính cái bất như ý đó nó gọi là ngược ý. Những cái gì làm ngược ý mình là mình bực bội, tuy rằng mình rất vô lý nhưng mà mình vẫn bực bội. Đã, quý vị phải biết rằng người đàn bà shopping là chuyện rất là bình thường. Dạ, nó bình thường như quý vị uống cà phê vậy đó. Dạ, nhưng mà tại vì quý vị bất như ý, quý vị thấy ngược ý mình cho nên quý vị giận, nói thì nói không được, cái lý mà không đủ để thuyết phục người đàn bà nó là đừng shopping. Tại vừa nói ra bà nói đàn bà trên đời này cách triệu người shopping, anh không nói, nói mình em. Thí dụ vậy, đồ đạc để chế ra người ta lại design ra để cho đàn phụ nữ, anh không cho em mua vậy chứ ai mua, thấy không? Nếu đàn ông trên đời này ai cũng cấm đàn bà đi shopping hết vậy rồi thì đồ bán cho ai, thí dụ vậy. Em đâu phải đàn bà nữa, em đàn ông giống anh rồi, thí dụ vậy. Nói dạ, nói không lời mấy bà cái là tức quá. Nói lời mấy bà cái tức quá. Dạ. Tức quá cái tối ngủ sẽ mặc chỗ khác, ví dụ vậy, hay là ra sao bao lâu ngủ. Bây giờ muốn hết và người chồng nó nên đưa cho vợ cái check rồi, plan. Dạ không có đâu, bà xài xong bà nói ủa sao cái check kỳ này hơi thiếu. Bà đưa check plan mà. Cứ nhờ check trống mà muốn điện nhiêu điện. Ôi vậy bà còn gây dữ nữa, còn cái check thiệt đi. Là cái này ông ký rồi, bà chỉ điền vô thôi. Ồ, được, đó giờ bác, ông còn kinh hoàng nữa. Thì là vậy. Vui rồi. Ông nói sao em ký lì lì vậy? Sao em ký nhiều quá vậy? Dạ. Thành ra quý vị thấy, Liên Sa đang nói vấn đề trầm cảm, quý vị thấy là những cái lặt vặt đó đó thưa quý vị. Dạ. Đã đẩy đưa người vợ mình đi tới cái trầm cảm. Nghe người ta đồn chồng mình có ngoài, có mèo, có chuột, là điên, tuy rằng chưa thấy gì hết, là điên rồi. Mà khi mà trong lòng mà ghen tương đó, thì lưu quý vị nói chuyện có khi không có giữ lời. Dạ. Buông ra những cái lời lẽ rất là nặng nề, thóa mạ chồng mình. Dạ, rồi người đàn ông người ta nghe ta chịu không có nổi. Dạ, chịu không có nổi thì người ta cũng quất lợi mình, có khi ta giả anh bạc tay, ví dụ vậy, để sang chuyện lớn. Dạ, thành ra quý vị thấy rằng là, nó tóm lại, tất cả mọi chuyện là do mình. Do cái não bộ của mình, nó có thừa nhận, nó có hiểu biết để nó thừa nhận cái điều đó là đúng hay sai. Nó có dễ dàng chấp nhận hay không, mà nếu mà chúng ta, cái trình độ chúng ta càng ngày càng hiểu biết nhiều, rồi chúng ta thừa nhận cái này là những cái chuyện normal, thì có lẽ chúng ta sẽ bớt đi những cái yếu tố tạo ra trầm cảm. Dạ. Yeah. Thí dụ như bây giờ, chứ dù chị Hoa hậu Catherine mà thí dụ mà chỉ đi shopping, mà ông xã nhà nói rằng là bà đẹp quá, bà đi shopping là thế nào cũng có ông này ông kia cua bà, cái làng cha kia nhà đau khổ vô cùng. Dạ. Yeah. Còn chị chỉ nói, ông đau kệ ông, tôi đi shopping, tôi vẫn đi shopping nhiều thật. À, đó, vậy, thí dụ vậy. À, thì cái đó là tạo ra, đúng là tạo ra chướng nghiệp, tức là tạo ra cái gì ngược ý, nó chướng, cho nên hai người thành ra rốt cuộc cái chuyện đó nó là không phải vậy nha. Mà bây giờ chị chưa nói, chị thí dụ chị Karen nói chứ ông không tin tôi thì ông đi theo với tôi đi, thì ông nói
Thôi đi theo bà mệt quá, bà cứ vô bà lựa cái áo không đứng 2 tiếng đồng hồ, lựa xong chưa xong cái áo, thử vô thử ra vậy mười mấy cái chưa chọn được cái. Dạ, cái... dạ không phải không chọn được, mà cái áo đó mắc quá, ông phải mua mới được. Dạ cái đó là một cái vấn đề thứ nhì còn kinh hoàng nữa. Sau khi chọn được rồi cái thứ sau ông trả tiền, cái đó ông thôi ông trốn nhà chắc ăn. Nhưng mà ông trốn nhà thì ông không có yên tâm. Quý vị thấy không, con người chúng ta đó, cái trí tuệ chúng ta đó, có nhiều khi nếu mà nó ở cái vị trí mà nó gọi là 50-50 thì chúng ta có lẫn quẩn với bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái tranh luận ở trong đầu mình đó. Cho nên chúng ta tạo ra không biết bao nhiêu phiền não cho chính chúng ta. Do đó mỗi một ngày chúng ta nên tìm cách để hiểu biết người đối phối ngẫu của mình, để hiểu biết con mình hơn. Không chỗ này thì chỗ kia, không hỏi người này là hỏi người nọ. Lúc quý vị phải luôn luôn trao dồi cái kiến thức sống trong cái xã hội của mình để mình đáp được cái xã hội, nhất là cái xã hội gia đình nhỏ bé đó. Nếu chúng ta không có đủ sức để mà hiểu nó hay là xoay sở với nó thì chắc chắn rằng trầm cảm không thể tránh được. Dạ, chắc chắn luôn thưa quý vị. Mà khi trầm cảm nó xảy ra rồi thì có nhiều khi người chồng thấy vợ mình bệnh quá bỏ, hoặc người vợ thấy mình vợ chồng mình bệnh quá bỏ, rồi cái hai vợ chồng thấy con mình bệnh quá do bỏ không được, cái lúc là còn chết nữa. Dạ, ôm cái đứa con, dạ, rồi phải trị bệnh cho nó. Dạ, thì quý vị thấy rằng là cái trầm cảm là một cái yếu tố, là một cái bệnh rất là kinh hoàng về não bộ mà chúng ta không thể nào coi thường được, mà chúng ta phải hết sức để ý. Ở trong sở chúng cũng vậy, chúng ta vô trong sở chúng ta phải học luật lệ của sở, để chúng ta phải accept nó, tức là phải thừa nhận cái luật lệ đó để sống dưới đó. Chứ quý vị vô nói trời, cái hãng này, cái hãng kia người ta cho ăn cơm tới một tiếng, hãng này cho ăn cơm nửa tiếng, quý vị cứ ôm cái bực bội đó trong lòng hoài, ôm cái ngược ý đó để bực bội, thì quý vị tự hại mình thôi. Nha. Thành ra có nhiều khi cái trầm cảm không cho người ta tạo cho mình mà chính mình đang tạo cho mình. Quý vị nên tìm hiểu, quý vị nữ nên tìm hiểu, tìm cái con đường, tìm cái sự suy nghĩ, tìm cái cách để mà hiểu rằng cái chuyện uống cà phê của mấy ông hơi trễ chút không có gì quan trọng. Dạ, yeah. Mấy ông lái xe, mấy ông có liếc bên trái, liếc bên phải, không có gì quan trọng. Dạ, yeah. Bởi vì nó chưa thương tổn trực tiếp tới cái tình cảm hạnh phúc của gia đình mà. Thí dụ như bây giờ ông về, ông lấy một cái bà khác ở Việt Nam, cái đó là trực tiếp, directly, thì ra quý vị có thể giận cái đó, quý vị liếc sang cũng không có nói là đúng sai chỗ ở chỗ đó, mà liếc sang nói rằng nếu quý vị có giận thì cũng có cái lý để giận. Còn cái này ta chỉ có nhìn thôi mà biểu không cho nhìn, chỉ nhìn thẳng thôi. Dạ quý vị, tôi thấy có nhiều vị nữ như vậy đó. Dạ, mà chính những người đó là những người đang tạo cái khổ cho mình. Rồi cái khổ nó lây chồng, nó lây con. Rồi không biết tại sao gia đình luôn giống như có cái màu gì nó ám ám, màu tối gì nó ám ám, lúc nào cũng gây. Dạ, là mình hết đó thưa quý vị. Bởi vậy Đức Chúa nó không sai, lỗi tại ta mọi đàng. Mà Đức Phật nó không sai là tất cả mọi chuyện do tâm sinh. Dạ, cái tâm bây giờ phải hiểu đó là cái não bộ, chứ nó không phải là cái trái tim. Dạ thưa bác sĩ, mình hết giờ rồi. Dạ dạ dạ. Kính thưa quý vị, xin mạn phép chương trình xin mạn phép ngừng nơi đây và xin hẹn lại quý vị mỗi tối thứ bảy lúc 10 giờ tối và thứ năm 12 giờ đêm. Và Catherine có còn câu của Lý Thường Kiệt để nhắc nhở quý vị về đất nước của chúng ta. Dạ. Này. Linh Sơn xin đọc thưa quý vị. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư. Tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm. Nhữ đẳng hành khang. Thủ bại hư. Đất nước Việt Nam là phải do chính vua Việt Nam cai trị. Và cái điều này nó đã được định rồi trên sách Thiên Đình. Và nếu có ai mà ngang tàn, quậy phá mà là xâm phạm thì chắc chắn rằng phải thua thôi. Dạ. Yeah. Xin cảm ơn quý vị. Chúng ta ai cũng biết rằng, tôi nghĩ quý vị ở đây hầu như là 90% ai cũng biết rằng, có theo dõi tin tức cũng biết rằng quốc gia chúng ta đang ở trong cái tình trạng là từ chuyển sang cho Tàu. Dạ. Thành ra nếu ai chưa tin hãy lên YouTube mà coi tin tức, xin quý vị đừng có ngây thơ mà nghĩ rằng sẽ không có. Dạ. Và mỗi một người một bàn tay, một ý kiến, một cục gạch nhỏ cũng được nữa. Dạ. Đều hướng về cái khuynh hướng là cứu quốc, thì chúng ta ai nếu cũng làm như vậy thì chúng ta sẽ thành công trong tương lai. Dạ, thưa quý vị, dạ. Xin quý vị đừng có xoay mặt làm ngơ. Dạ. Dạ, xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật là êm đềm và hạnh phúc bên người thân. Dạ, luôn luôn ngủ đủ 8 tiếng. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị ở show sau hay hơn. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin kính chào. Thề quý rèn chí quyết quân thù đang cướp nước. Ta cháu con dân Việt hùng nơi Mê Linh ta trùng phùng, động lòng nguyện vẫy vùng.